Thượng tọa Minh Hạnh, con kính đảnh lễ cho Đại Đức Tăng, con kính đảnh lễ quý cô tu nữ, mến chào tất cả Phật tử. Dạ con kính mời tất cả Phật tử cùng tâm phương chúng ta hướng về ba ngôi tam bảo để cùng thỉnh Pháp Sư. Dạ. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mbu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to a ra to sa ma sa mbu ta sa. Nam mô ta sa pha ga wa to Arahato Samma Sambuddhassa Rammacaloka Thipati Sambhati Katang Chali Ang Thiwarang Ayyachatha Sangti Thasatta Badachakatatika Đề xế tu thâm măng à nụ khâm bi măng ba chăng e vam sa hâm ba ti brahma pa quan tăng a ya cha tha tùng hi pa quê na tăng bồ thu ca yun ne na thi ya sa yang tăng ha bồ tha a ya đề na me ya đề yam ta tô ga tô Panchavaya dayo naye amam baye si thammato tato bhavuti sambuddho anuna thamma desanam maya vasa desi satanang atasi thakam Tena sattu aye bante de se tu tham made sanang sabariya asi chaya anukamba bikata we chúng sanh tất cả bốn hạng như sang trong nước vinh quang luôn chờ trời lỡ mong đắng nhờ ánh sáng trổ lạnh đại tán mùi hương pháp màu ánh sáng phi thường chiếu khắp ba cõi rõ thường ngạn vui pháp thiên vẫn ngâm người khẩn khoan phật nhận lời những chẳng dĩ hơi quyết lòng mở đạo dây đời nhắm vương lòng giá ngày dời chẳng sang thi pháp độ các hàng đệ tử có năm thầy thỉnh giữ pháp từ đó là nhóm kiều trần như được ném hương vị hữu dư niết bàn rồi từ đó mở mang giáo pháp 45 mà dám vạn toàn một lòng chẳng thối không mòn những điều lợi ích hằng còn lâu năm cả tam giới thừa ẩn phổ cập đám mưa lành rưỡi khắp thế gian bởi nhân cơ trích rõ ràng thỉnh ngài thiết pháp nôi đàn tự bi chúng sanh ngộ cập chốn ni tôi mê cầu được trí trí vang toàn và dạ, nam mô Bố Tha và dạ, nam mô Tham Ma và dạ, nam mô Sân Khai và dạ. Dạ, chúng con đã cùng thỉnh pháp sư vừa cũng đúng thời hạn thì bây giờ xin nhường mic lại cho Nhật Huỳnh để chị Nhật Huỳnh điều trình ạ. Kính mời chị nhận mic ạ. Dạ, sa thú kính cảm ơn chích Tăng Vương rất là nhiều. Dạ, nam mô Bích Tha. Dạ, dạ cảm ơn chích Trần Đạo cho Nhật Huỳnh biết được tín hiệu. Dạ, đạo tràng chúng con đang trang nghiêm thanh tịnh. Cảm ơn Rạng Đông. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay. Hình như là ngày hôm nay vừa rồi chúng con đã học chánh ngữ rồi, có lẽ là hôm nay học tới chánh nghiệp. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh Đại Đức Pháp Tính từ bi hoan hỷ đăng đàn ạ. Nam mô Bố Tha. Dạ, dạ sư có trở lại máy chưa bạch sư? Nếu sư trở lại máy, sư cho con xin một tín hiệu bạch sư. Dạ, kính chào Tim Tuệ,
vừa vào đạo tràng. Dạ, mến chào sức cơ vét, mến chào cà rốt vừa vào đạo tràng. Dạ, một lần nữa con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh đại đức pháp tính ạ. Dạ sư, trở lại mái chư bạch sư, sư cho con xin một tín hiệu để con kính nhân mít đến sư à. Rồi sư có cái gì trục trặc một chút rồi kính mong đạo tràng hoan hỷ cho trong giây lát ạ. Sư hai bị kẹt giờ chót. Dạ nên sư chia cho tín hiệu. Dạ đạo tràng có thấy được tín hiệu của đại đức pháp tính không, hay là tại mái của Nhật Quỳnh ạ? À? Dạ quý vị ơi, quý vị trong đạo tràng có thấy được tín hiệu của đại đức pháp tính không? Tại vì mái và đường nét của Nhật Quỳnh nó cũng chập chờn lắm, mình không biết là. Dạ cảm ơn Quỳnh rất là nhiều. Dạ Nhật Quỳnh sợ quá, sợ cái mái của Nhật Quỳnh có lúc khùng khùng. Dạ kính chào Quỳnh Phù Vân vừa vào đạo tràng. Dạ nếu mà bây giờ chưa có sư. Dạ quý vị chắc mình để bàn chút xíu đi ha Quỳnh Vát Thanh á. Chứ Nhật Quỳnh cầm mít đâu biết nói gì đâu. Dạ. Dạ. Vậy giờ dạ, Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít nha. Dạ. Để mình để băng chút xíu. Khi nào mà sư trở lại máy sư sẽ cho tín hiệu. Lúc đó mình dâng mít đến sư. Quý vị có đồng ý vậy không? Ồ. Dạ, vậy Nhật Quỳnh xin phép được xuống mít á. À, tư tâm sở để mà nó gắn vô đó, đừng nó tự chế cho mình là không có là nói dối, là không có nói lời mà thô lỗ, là không có nói lời chia rẽ, không có nói lời phù phiếm đó. Vậy thì lúc đó chúng ta có cái tư tâm sở đó, có cái sự cố ý là không cái không phải là cái chi pháp, do mình có cái sự hỗ trợ, mà có cái sự hỗ trợ đó là của tư tâm sở, là có cái sự mà chủ ý đó, là chủ ý mình không nói dối đó, đó chứ chi pháp của chánh ngữ là sở tâm sở hay là sở hữu chánh ngữ đó. Thì ở đây á, thì chúng tôi muốn nói rằng là mình nhờ có cái sự mà cố ý là chê tá na, mình nhờ có cái sự cố ý đó mà mình mới giữ giới được đó. Thì cái điều này cũng vậy, khi mà mình thọ giới rồi, khi mà mình thọ giới rồi, hoặc là nói một cách mà nó sâu sắc hơn, có nghĩa là mình phát nguyện mình giữ giới, mình phát nguyện là mình giữ giới rồi đó, coi như là mình giữ cái giới là không nói dối, không nói lời độc ác, không nói lời chia rẽ, không nói lời phù phiếm đó. Cái này là bắt đầu vô cuộc tu là chúng ta phải có cái sự phát nguyện, phát nguyện như vậy. Rồi khi mà chúng ta phát nguyện như vậy rồi đó, thì chúng ta cũng ngồi lại để mà chúng ta hành thiền. Cái phương pháp này nó mới giúp cho chúng ta có được chánh ngữ, có nghĩa là nó giúp cho chúng ta gìn giữ được cái khẩu nghiệp đó. Chứ nếu mà bây giờ á, mà chúng ta phát nguyện chúng ta đầu đó, nhưng mà chúng ta không có thu túc hoặc là chúng ta không có hành thiền đó, thì nó dễ phát sanh lên cái phiền não, mà nó phát sanh lên cái phiền não liền đó. Chỉ có cái phương pháp này á, là coi như là chúng ta làm sao mà chúng ta ghi nhận được quý vị, thì chỉ có chúng ta ngồi lại chúng ta tu thiền, một là thiền định hay là thiền quán, thì lúc đó chúng ta mới ghi nhận là những cái sự thấy, sự nghe, sự ngửi, sự nếm, sự xúc chạm, sự suy nghĩ gì đó
thì những cái trạng thái, những cái cảm giác, cảm thọ đó nó sanh lên đó, thì chúng ta sẽ suy tư về cái gì, về vô thường, khổ, vô ngã. Thì chính khi mà chúng ta suy tư về những cái điều này đó, thì chúng ta mới không có cái phiền não nó khởi lên để mà chúng ta có những cái tà ngữ. Lúc đó chúng ta suy tư cũng như hồi nãy chúng tôi nói về chánh tư duy. Khi mà chúng ta suy tư mà chúng ta thấy được vô thường, khổ, vô ngã, có nghĩa là bây giờ mình thấy, bây giờ ví dụ như là lúc đó đi, lúc đó mình tu tập mình thấy những cái trạng thái đó, dù cho là ở trong nội phần hay ngoại phần, có nghĩa là mình thấy cái trạng thái đó nó sanh lên cho bản thân của mình hay là cho những người khác cũng vậy. Bây giờ mình thấy những người đó, người ta Nam Mô Bích Thai. Dạ con thấy sư đã trở lại máy rồi. Con xin thay mặt đạo tràng thành kính trảnh lễ, cung thỉnh đại đức pháp tính từ bi hoan hỷ đăng đàn để chúng con được học bài học ngày hôm nay ạ. Dạ cảm ơn thích Trạng Đông. Nhật Quỳnh kính chúc đạo tràng một buổi học pháp được an vui tiến hóa. Con kính dâng mít đến sư ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thầm Mài Giá, Nam mô Sanh Khà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Cảm ơn quý vị đã cho biết được tín hiệu là rõ. Con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín. Quý vị có lẽ nãy giờ bị chờ chúng tôi ha. Alo, 10 phút. Dạ, do chùa chúng tôi mới cùng với các sư, các vị sư, các vị Phật tử tụng kinh hành thiền 6 giờ đến 7 giờ. Thành ra ngày trước thì các vị sư trong chùa đông, có các vị thay thế hướng dẫn, còn lúc này không có, thành ra chúng tôi phải đảm trách, do vậy nó bị trễ thời gian tí xíu, xin quý vị thông cảm. Ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục học về thập nhị chi đạo ở trong cái phần tạp loại yếu hiệp. Vậy thì chúng ta tiếp tục với kỳ rồi chúng ta học về chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ. Hôm nay học tiếp theo là chánh nghiệp. Nghe chánh nghiệp, chánh nghiệp, chánh mạng. Nếu mà đủ thời gian chúng ta sẽ hòa đến chánh tinh tấn luôn. Vậy thì trước khi đi vào thời giảng, chúng tôi xin được thành tâm làm lễ tam bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho pagawa butang pawantang piwa demi sokato pagawata tammo tammang namassami suppatibanno pagawato sawakasangho sangkhang namami lô cách sáng là thằng quả đấm bút tâm mà hằng bút thành chắc tâm mình chắc bán nà mà mỹ sang khăn. Đệ tử xin nghiêm tình thân khẩu ý tán dương ân bảo Đức Phật, giáo pháp và chư tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức tam bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin chia điều phước này đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ
Cầu nguyện hồng ân của Tam Bảo luôn gia hộ quý vị, thân tâm thường được an lạc. Nam mô Bụt Thà Giá. Kính thưa quý vị, bây giờ chúng ta tiếp theo là cái chi pháp chánh nghiệp Samma Kammanta. Samma Kammanta. Đối với cái chánh nghiệp có nghĩa là chúng ta có những cái nghề nghiệp chân chánh. Những nghề nghiệp chân chánh chúng ta có nghĩa là chúng ta làm những cái nghề gì đó mà nó không vướng vào sát sanh, nó không vướng vào trộm cắp, nó không có vướng vào tà hạnh, có nghĩa là không vướng vào những cái tà dâm đó, buôn bán người rồi đó. Hoặc là nếu mà nói về nghề đó, nói về nghề thì chúng ta là không buôn bán người, không buôn bán thú, không buôn bán vũ khí, không buôn bán những cái chất độc, không buôn bán những cái chất sai. Hoặc là đối với bố thí cũng vậy, đối với bố thí thì chúng ta cũng không có bố thí chất độc, chất sai hay là vũ khí gì đó, vân vân. Cái điều này nhé, chúng tôi nhớ có lần chúng tôi cũng giảng cái đề tài này, cái người ta mới nói rằng có ai mà bố thí vũ khí đâu, có ai mà bố thí chất sai đâu, mà tại sao ở trong Phật pháp lại nói những cái điều đó. Thật ra đó, quý vị thấy rằng do những người đó, người ta có cái nhìn nó hơi hạn hẹp tí xíu, chứ cái điều này chúng tôi cũng đã từng thấy rồi quý vị. Có một cái năm đó đó, chúng tôi nghe tin một cái người ở trong cái xóm cũ của chúng tôi, họ trúng số độc đắc, quý vị biết rằng họ không có làm những cái chuyện từ thiện trước, mà lúc đó coi như là họ cho những cái người gần gần ở trong xóm, đó, là mỗi một cái xóm như vậy đó, họ cho 50 thùng bia. Có xóm nào mà thân hơn với họ đó, họ cho 100 thùng. Mà quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi nghe kể lại đó, những cái thanh niên ở trong cái xóm đó, bia mà họ để ra một cái thao là quý vị, có nghĩa là người ta uống xong rồi người ta say rồi người ta ngủ tại đó, rồi sau khi mà người ta dậy rồi đó thì tiếp tục người ta uống. Thì chúng tôi kể ra cái câu chuyện này để chứng minh là quý vị thấy rằng thật sự ra đó, khi mà mình học chi pháp mình không có hình dung được, là ai mà bố thí bia hoặc là ai mà bố thí chất sai. Nhưng mà khi mà chúng ta gặp ở bên ngoài đó thì chúng ta mới thấy rằng thực tế là ở trong kinh mà nói như vậy đó, thì ở ngoài đời những cái chuyện đó nó cũng có xảy ra đó. Thành ra đó quý vị, có nhiều người người ta hơi có cái nhìn nó hơi cô động tí xíu, người ta nghĩ rằng làm gì mà có cái chuyện mà bố thí chất sai hoặc là bố thí vũ khí rồi vân vân nó. Rồi trở lại với cái vấn đề mà chúng ta tu tập. Vậy thì chúng ta tu tập chánh nghiệp ở đây là chúng ta làm như thế nào quý vị? Có nghĩa là chúng ta tránh ra đối với thân hành ác, những cái điều gì mà do những cái nghiệp gì đó mà do thân của chúng ta mà tạo ra, mà nó liên hệ đến sát sanh, liên hệ đến trộm cắp, liên hệ đến tà dâm, thì chúng ta không làm những cái điều đó. Mà hơn nữa, khi mà chúng ta có cái sự tu tập đó, thì chúng ta phải kiểm soát ở trong tâm của mình. Nếu mà có cái cơ hội để cho mình phạm sát sanh, mình có phạm không? Không. Dù cho cái đó lợi nhuận rất là nhiều, hoặc là đối với những cái nghề mà trộm cắp nó đem đến cái lợi nhuận cho mình rất là nhiều,
mình làm không? À, thì do mình quyết lòng, à, mình giữ giới, à, mình không làm, à, những cái nghề đó. Cũng như bây giờ quý vị thấy rằng, thí dụ như bây giờ ở trên Internet đi, à, chúng ta giỏi về cái Internet đó, chúng ta có thể chúng ta lấy những cái dữ liệu, à, hoặc là người ta chúng ta làm cái gì đó, à, mà nó phát sinh, à, cái lợi nhuận, à, bằng một cái cách mà nó không hợp á. Đó, có nhiều khi mình nghĩ rằng là cái chuyện mà trộm cắp mà nó rõ ràng thì mình mới nghĩ là phạm tội đó. Còn đối với cái chuyện mà mình thí dụ như mình ăn cắp những cái tài liệu hay cái gì đó, mình nghĩ rằng là đây là do cái như là cái trí tuệ của mỗi người, cái điều đó nó không được quý vị. À, ngay cả quý vị thấy rằng có những người mà sáng tác ra những cái kịch bản mà để mà mình có những cái tác phẩm đó, mình bán, mình lấy tiền cũng vậy quý vị. Nó cũng vướng vào những cái nghiệp, những cái tà nghiệp đó. Thì một người tu tập đó, chúng ta phải an lập ở trong tâm của mình, dù cái lợi nhuận đó có cao, thì chúng ta quyết lòng chúng ta tu tập, chúng ta không có để vướng vào những cái điều đó. Thì như vậy đó, thì chúng ta mới gọi là chúng ta có cái sự giữ giới, mà giữ giới ở đây là cái nghề nghiệp của mình chân chánh. Vậy thì ở trong cái chánh nghiệp đó, là mình không để vướng vào sát sanh, trộm cắp và tà dâm. Rồi kế tiếp là nói về chánh mạng. Kế tiếp là chúng ta nói về chánh mạng. Chánh mạng ở đây đó, khi mà chúng ta một cái vị mà tập có cái tu tập, nhất là mình tu tập về thiền thì phải rất là cẩn thận. Tại sao vậy? Tại vì khi mà nhắc đến chánh mạng là quý vị biết rằng là ở trong chú giải bài kinh Chuyển Phúc Linh, ở trong đó nói rằng là khi mà chúng ta vi phạm đối với thân, đối với thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm, đối với khẩu là nói láo, nói lời ly gián, nói lời ác ngữ, nói lời phù phiếm, mà để phát sanh tài sản, để phát sanh tài sản, rồi chúng ta lấy cái tài sản đó chúng ta nuôi mạng, chúng ta nuôi mạng, thì như vậy á, là ta phạm vào chánh mạng đó quý vị. Đó, quý vị thấy rằng cũng như có cái câu Phật ngôn, Đức Phật nói: này các tỷ kheo, thế nào là chánh mạng? Này các tỷ kheo, ở đây vị đệ tử từ bỏ tà mạng, sinh sống bằng chánh mạng. Có nghĩa là những cái gì mà nó liên quan đến sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói láo, ly gián, ác ngữ hay nói phù phiếm, mà nó phát sanh lên cái tài sản đó để mà mình nuôi mạng mình, thì phải tránh ra những cái điều đó thì mới gọi là chánh mạng. Đó, thì quý vị nghĩ lại coi, ở trong cái đời sống của chúng ta tu tập đó, hoặc là ở trong cái đời sống của chúng ta đó, chúng ta tránh ra những cái điều này nó rất là khó quý vị. Mình đối với cái sự mà mình giữ cho chánh mạng rất là khó. Tại vì sao vậy quý vị? Tại vì như chúng tôi vừa nói đó, chúng tôi vừa nói cho quý vị nghe đó, có nhiều khi do mình giỏi về văn đi, giỏi về cái sự viết lách, rồi mình viết những cái câu chuyện, nói chuyện cười, chuyện vui, để mà mình đổi lại, mình lấy một cái tiền nhuận bút đó. Đó, quý vị thấy không? Là mình cũng vướng vào chánh nghiệp rồi. Rồi khi mà mình có được cái tiền nhuận bút đó rồi đó, mình lấy, mình mua thức ăn, mua cái gì đó để mà mình gìn giữ cái mạng sống này, để mình mua vật thực, mình gìn giữ cái mạng sống này, thì chúng ta cũng rơi vào cái sự chánh mạng, rơi vào cái sự tà mạng. Ở đây các ngài phân tích ra rất là kỹ quý vị,
Thí dụ như mình làm cái nghề sát sanh đi, mình làm cái nghề sát sanh, thì cái đó nó chỉ là tà nghiệp thôi, nó là tà nghiệp thôi. Nếu mà mình làm cái nghề sát sanh, thí dụ như là mình đi săn bắt, hoặc là mình đi câu cá rồi về mình lấy những cái đó mình làm cái thức ăn để mà mình nuôi mạng mình, mình nuôi mạng mình, thì coi như là mình bị vướng vào tà mạng rồi. Hoặc là có những người do cái kinh tế thúc đẩy, do cái kinh tế thúc đẩy họ, thí dụ họ phải phải dùng lời nói này lời nói kia để mà mình mua bán đó, thì cái đó thì nó chỉ rơi vào cái tà nghiệp thôi. Thí dụ như giờ mình nói cái đó cái chỗ đó người ta bán không có bằng tôi đâu, tôi bán cái giá này là thiệt tình, mà trong khi mà cái giá đó là mình bán mắc hơn người khác, mình bán mắc hơn người khác, thì trong cái trường hợp đó đó, khi mà mình nói như vậy, rồi mình nói như vậy đó, rồi mình buôn bán, mình phát sanh được, mình phát sanh được tài sản, rồi mình lấy cái tiền đó, đó để mà mình mua thức ăn, mình sinh sống, thành ra đó là lúc đó mình cũng rơi vào tà mạng. Thành ra quý vị thấy không, khi mà nói mà tu tập chánh mạng là chúng ta không có vi phạm dòng nói láo, nói ly gián, nói ác ngữ, nói phù phiếm, hoặc là thân sát sanh, trộm cắp, tà dâm đó, thì mình thấy khó không? Rất là khó, rất là khó. Ngay cả ở trong cái chuyện mà mình có những cái thờ, mà ác pháp đó, quý vị thấy rằng có những người người ta làm luôn cả những cái nghề mà đẩy những người phụ nữ phải đi bán thân bán mình, vân vân, thì rồi người ta lấy cái lợi nhuận đó, thì trong cái trường hợp đó, quý vị thấy rằng là nó vừa vướng vào tà nghiệp mà nó vừa vướng vào tà mạng luôn. Thành ra đó, cái chỗ này chúng ta nhìn lại cái tấm gương của một cái vị mà tên là Khatikara, quý vị thấy rằng cái người thợ gốm đó, coi như là nuôi mẹ già của mình bằng cách nào? Bằng cách làm cái nghề gốm. Thì ngay cả những cái đất để mà làm thành những cái chén, cái tô, rồi cái dĩa rồi, quý vị, thì cái vị này cũng phải đi ra bờ sông để mà tìm những cái chỗ mà những con côn trùng nó đùng, nó đẩy những cái phần đất nó lên, rồi cái vị này mới lấy những cái phần đất đó để mà về mà làm thành cái dĩa, cái chén, vân vân. Đó là tại sao vậy quý vị? Tại vì cái vị này sợ rằng là nếu mà mình đào đất thì sẽ chết những cái con côn trùng, thành ra mới đi ra ở bờ sông, bờ suối, chỗ nào mà có côn trùng nó đùng, nó đẩy những cái phần đất đó, thì cái vị đó lấy cái đất đó để mà về làm. Đó, quý vị thấy rằng những cái vị đó do cái sự tu tập rất là nghiêm ngặt, rất là cẩn mật, thành ra mới tránh được những cái mà nó thuộc về tà mạng. Thành ra quý vị thấy rằng khi mà mình nghe chi pháp, mình thấy rằng cái chi pháp nói là mình nuôi mạng một cách chân chánh, không có vướng vô sát sanh, trộm cắp, không có vướng vô nói láo, nói ly gián, nói ác ngữ, nói phù phiếm đó, mình không có vướng vào những cái điều đó. Vậy thì khi mà mình xét là ở trong đời thôi, mình xét là ở trong ngày thôi, có nhiều khi mình vướng đủ thứ hết, mình vướng đủ thứ hết, đối với buôn bán thì vướng buôn bán, hoặc là đối với những cái người mà người ta làm quan tò cũng vậy, những người mà người ta làm ở trong quan tò cũng vậy, có khi người ta do cái trục lợi gì đó, hoặc là do cái điều kiện lương bổng hay là lợi lộc gì đó phát sanh,
Thành ra người ta, có khi người ta dùng cái cách này cách kia để đưa cái người đó là bị rơi vào cái tội, hoặc là từ cái có tội mà không thành không có tội. Đó, từ không có tội thành có tội, rồi từ có tội thành không có tội. Đó, thì người ta nghĩ rằng là ở đây mình đâu có, mình đâu có dùng dao, hoặc là mình đâu có dùng quyền lực gì đâu. Mình chỉ dùng cái lời nói của mình thôi. Mình dùng cái lời nói của mình thôi mà để mà mình làm cho cái người đó, người ta được trắng án đó. Nó thành ra quý vị thấy rằng những cái trường hợp đó cũng rơi vào tà nghiệp tà mạng hết. Những người mà người ta viết những cái tiểu thuyết, hoặc là viết truyện, hoặc là viết những cái kịch bản của phim ảnh đó, thì quý vị thấy rằng nó rơi vào đâu quý vị? Nó rơi vào cái lời nói phù phiếm. Nó rơi vào cái lời nói phù phiếm đó. Thành ra đó, chúng ta thấy rằng là nói thì mình nói mình tu tập chánh nghiệp, mình nói mình tu tập về chánh mạng nó dễ, nhưng mà thật sự ra nó không có dễ đó. Mình coi, mình xét lại ở đây thì mình thấy rất là khó. Thành ra đó, đối với khi mà chúng ta tu tập, chúng ta muốn tu tập mà kỹ lưỡng, chúng ta muốn tu tập kỹ lưỡng thì nó chỉ có cái phương pháp mà sau khi chúng ta ngồi lại chúng ta thiền định, hoặc là sau khi chúng ta giữ giới, chúng ta nguyện chúng ta giữ giới rồi, chúng ta ngồi lại chúng ta tu tập thiền định, thiền quán, thì những cái thời gian đó, những cái thời gian đó làm cho chúng ta mới có cái sự mà tiết chế được, có cái sự giữ giới một cách trong sạch đó. Rồi từ cái chỗ đó nó dần dần có nhiều cái tâm thiện, nhiều cái tâm thiện nó phát sanh lên trong cái khoảng thời gian mình tu tập đó. Thành ra nó giống như là nó có một cái năng lượng, quý vị. Có nghĩa là lúc đó chúng ta có một cái, chúng ta có một cái phước báo do cái sự tu tập của chúng ta. Từ 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 rồi chúng ta mới dần dần chúng ta mới vượt qua được. Chứ nếu mà mình mà giữ giới không, mình phát nguyện mình giữ giới không thì mình cũng rất là khó để mà mình tránh được những cái tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng. Đó, thành ra quý vị thấy rằng cái phương pháp thiền định, cái phương pháp thiền quán làm cho chúng ta có được những cái thiện pháp. Cái thiện pháp của chúng ta nhiều đó, chúng ta không có gặp những cái hoàn cảnh khó khăn, không có gặp cái hoàn cảnh nó quá khó khăn. Thành ra chúng ta mới dần dần chúng ta mới từ từ chúng ta mới giữ giới được. Chúng ta nhờ cái sự tu tập đó. Vậy thì đối với chánh nghiệp và chánh mạng đó, là coi như là chúng ta sẽ ra những cái trường hợp nào mà nó liên quan đến sát sanh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, nói ly gián, nói độc ác, nói lời phù phiếm đó. Tránh ra được những cái điều đó thì coi như là chúng ta có được chánh nghiệp và chánh mạng. Kế tiếp thì chúng ta sẽ học thêm một cái chi pháp nữa, chúng ta sẽ học thêm một cái chi pháp nữa, đó là chánh tinh tấn, chánh tinh tấn, samma vayamo, hay là samma vayama. Vayama là chưa có chia cách thôi, vayamo cũng được, vayama cũng được, tại vì chúng tôi hồi trước tụng kinh thì mình quen samma vayamo. Cái chánh tinh tấn ở đây đó, chánh tinh tấn ở đây đó, quý vị biết rằng ở trong kinh Tạng, Đức Phật dạy những cái lời chánh văn mới đầu mình đọc vô đó,
à, thì mình nghe nó cũng như là mình nghe nó không có quen. Nhưng mà khi mà mình phân tích ra rồi đó, thì quý vị thấy rằng á, mình thấy cái lời của Đức Phật á, dạy cho mình, mà mình đọc đi đọc lại, mà mình tụng đọc nó nhiều lần á, thì nó mới thấm quý vị. À, nó mới thấm, nó làm cho cái tâm và cái thân của mình à, nó phát sanh lên à, cái sự mà nhiệt huyết. Ví dụ như là ở trong chánh văn á, Đức Phật dạy này các tỷ kheo, thế nào là chánh tinh tấn? Ở đây trong giáo pháp này, vị tỷ kheo đối với ác bất thiện pháp chưa sanh, khởi lên ý muốn không cho sanh à, vị này nỗ lực tinh tấn, quyết tâm trì trí đối với ác bất thiện pháp. Đó có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là chánh tinh tấn này á, mình nói à, chánh tinh tấn là siêng năng chứ gì đó, nhưng không phải à, chánh tinh tấn ở đây á, là có nghĩa là mình phải khởi lên cái ý muốn à, không cho ác bất thiện pháp à, nó sanh khởi. Mà mình khởi lên như vậy rồi đó, thì mình phải nỗ lực, phải tinh tấn, phải quyết tâm, phải trì trí à, trì trí như vậy đó à, thì như vậy á, thì mới gọi là cái người có chánh tinh tấn. Vậy thì cái chánh tinh tấn ở đây á, chúng ta gom lại á, là có bốn cái phần: tinh tấn ngăn ngừa ác pháp không cho sanh khởi, rồi tinh tấn đoạn trừ à, những ác pháp đã sanh khởi, rồi tinh tấn làm sanh khởi những thiện pháp à, rồi tinh tấn à, để duy trì à, những thiện pháp đó. Chúng ta ở trong cái lời của Đức Phật dạy á, ở trong chánh văn á, thì nguyên một cái đoạn à, nó dài, nên chúng tôi thâu gọn lại cho quý vị à, nghe. Nhưng mà mỗi cái chi phần như vậy á, là Đức Phật à, đều dạy cho chúng ta là nỗ lực, tinh tấn, quyết tâm, trì trí đó. Rồi đó là mỗi cái chi phần như vậy à, thì Đức Phật đều dạy cho chúng ta những cái cụm từ để cho chúng ta phát sanh à, cái sự siêng năng lên. Vậy thì đầu tiên á, tấn để ngăn ngừa những bất thiện pháp chưa sanh, không cho sanh khởi, là chúng ta phải làm như thế nào quý vị? À, chúng ta phải làm như thế nào? Khi mà chúng ta nghe ở đâu đó có một cái người đó, người ta ví dụ như là mình coi ở trên mạng đi à, mình thấy cái ông đó là ông bắt lươn, hay là ông bắt cá một cách rất là siêu đẳng à, hoặc là có những người ta chế ra những cái máy à, những cái máy để mà à, người ta giết à, những cái con này con kia đó, người ta chế ra những cái máy để người ta giết con này con kia. Có nghĩa là khi mà mình nghe hoặc là mình thấy à, những cái người nào mà người ta làm những cái ác hạnh à, sát sanh, trộm cắp à, nói dối gì đó, thì lúc đó đó mình phải ráng cố gắng à, mình bảo vệ, mình gìn giữ tâm của mình, làm sao mà mình đừng có bị nhiễm đắm vào à, những cái đó. Có nghĩa là bây giờ đó, à, cái chánh tinh tấn này đó à, mình tinh tấn, mình ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh, không cho nó sanh khởi, là mình áp dụng vô cái đời sống hàng ngày của mình là như thế nào. Đó, mình nghe à, ông này ông làm mấy cái lưỡi câu này hay lắm à, cá mà nó ăn vô là coi như là nó vướng không có thể nào mà thoát ra. Thôi mình thấy rằng á, là mình phải ráng làm sao mình gìn giữ cái tâm của mình, thôi đừng có tò mò à, đừng có coi à, trong đó à, đó à, hoặc là có những người ta trộm siêu đẳng à, người ta trộm cắp siêu đẳng, hoặc là người ta nói dối một cách rất là siêu đẳng đó, mình chỉ nghe những cái thông tin đó thôi, là mình ở đây là mình ráng mình phải nguyện, mình ráng mình chú nguyện đời đời kiếp kiếp
mình sanh là người ngay trong hiện tại này với tương lai về sau. Mình sanh ra là người đừng bao giờ gặp những cái cảnh này. À, những cái cảnh này thật sự ra đó, quý vị biết rằng chúng tôi thuyết giảng cho quý vị nghe như vậy đó, nhưng mà chúng tôi gặp những cái trường hợp đó đó, à, chúng tôi gặp những cái trường hợp đó đó, tự nhiên nó quen rồi quý vị, à, nó quen rồi, có nghĩa là lúc đó là chúng tôi nguyện, à, chú nguyện cái phước liền. Có lần đó quý vị biết rằng vào cái buổi chiều, à, chúng tôi đi kinh hành, à, chúng tôi đi kinh hành, cái chúng tôi thấy, chúng tôi ngó xuống sân thấy ba con chó, à, ba con chó nó đang nằm, nó dãy đạch gì đó, thì chúng tôi biết rồi, à, biết rồi là nó đã ăn trúng, à, những cái bã, những cái gì đó, à, những cái thức ăn mà của những cái người mà người ta đi ăn cắp chó đó quý vị, à, người ta đi săn chó, đi bắt chó đó, thì lúc đó đó, à, chúng tôi còn một cái ngắn, à, của cái sừng tê giác, à, là do lúc mà ở chùa xây dựng đó, có nhiều người ta bị rắn cắn, à, thành ra có một cái người đó người ta cho chúng tôi, à, người ta cho chúng tôi một chút xíu, à, một chút xíu. Quý vị biết chúng tôi thấy những cái con chó đó, đó, à, nó đang nhảy đạch đạch, nhưng mà quý vị, chúng tôi kể quý vị không có hình dung được đâu. Quý vị nhìn những cái con chó rất là tội, à, có nghĩa là ăn trúng những cái đồ đó rồi nó nhảy, à, chuẩn bị nhảy như là nhảy chết đó. Thì chúng tôi thấy như vậy á, tội nghiệp quá, à, chúng tôi mới xuống, chúng tôi lấy cái sừng tê giác đó đó, à, chúng tôi cà xong rồi á, chúng tôi cà ra xong rồi chúng tôi quậy dưới cái nước, à, cái nước ấm ấm rồi chúng tôi nhờ những người ở xung quanh đó đó, người ta lấy cái cây á, à, người ta kẹp vô cái miệng của con chó, à, để như là tách cái miệng, banh cái miệng nó ra đó quý vị, à, rồi chúng tôi mới chế cái nước nó vô, à, chúng tôi chế cái nước nó vô, thì quý vị biết chúng tôi vừa chế cái nước nó vô á, là coi như á, là trong vòng khoảng chừng 3 phút là cái con chó đó, đó quý vị biết rằng là coi như là miệng nó thì nó ói, à, còn ở hậu môn của nó đó, à, thì phân nó phun ra ngoài, à, phân nó văng ra ngoài liền trong vòng 2-3 phút thôi, à, mà cái loại mà sừng tê giác nó tác dụng rất là mạnh quý vị. Thì lúc đó chúng tôi vừa cứu xong ba con chó đó, quý vị biết chúng tôi cho nó uống xong đó, là coi như là nó chạy vòng vòng, à, nó mạnh lại liền, có nghĩa là nó vừa ói ra, à, bằng đường miệng, rồi nó vừa, à, tiêu ra, à, bằng, à, cái đường, à, tiêu hóa của nó. Đó là lập tức, à, ba con chó đó, à, nó tỉnh mà nó khỏe, nó chạy vòng vòng liền. Mà quý vị đúng là phải nói rằng, à, cái loài chó đó, à, nó rất là khôn, mà nó cũng rất là biết ơn quý vị. Thành ra lúc đó nó chạy xung quanh người chúng tôi mà nó quẩy đuôi đó, cũng như là nó mừng. Thì lúc đó chúng tôi vừa cứu được, à, ba con chó đó xong, quý vị biết rằng lúc đó chúng tôi chú nguyện liền, do cái phước này, à, từ bây giờ, à, cho đến trở về sau, cho đến khi nào mà chấm dứt cái dòng sanh tử luân hồi này, chúng tôi đừng bao giờ vướng vào một cái cạm bẫy, dù đó là cạm bẫy nhỏ thôi, à, một cái cạm bẫy dạ xin lỗi, à, quý vị còn nghe được âm thanh của chúng tôi không? Dạ, à, cảm ơn quý vị. Quý vị biết chúng tôi vừa cứu xong ba con chó đó, à, chúng tôi nguyện liền mà những người xung quanh đó, người ta cũng reo mừng, cũng như là người ta reo hò lên, cũng như là người ta thấy mấy con chó nó sống là người ta mừng. Còn đối với bản thân của chúng tôi là chúng tôi chú nguyện liền, do cái phước mà chúng tôi mới vừa làm, từ bây giờ cho đến mà suốt cái dòng sanh tử luân hồi, chấm dứt sanh tử luân hồi, không bao giờ vướng vô một cái cạm bẫy nào, dù cái cạm bẫy đó là nhỏ đi. Thí dụ như là sanh ra mà mình vướng vào nghiện ngập thuốc lá, hay là ngập rượu bia rồi đó, vân vân. Dù cái cạm bẫy đó rất là nhỏ, chúng tôi cũng không muốn vướng vào những cái điều đó nữa.
Quý vị biết ngày xưa thật sự ra mình lớn lên mình đâu có biết uống rượu uống bia gì đó, nhưng mà đi chơi với bạn bè, có những người bạn lớn hơn mình dụ dụ mình uống đi, uống cái chanh rum này nè, uống đi, cái chanh rum này nó thơm lắm, mình uống vô mà mình chanh rum này nè, mình lấy mình pha với tắc, bỏ một miếng đường vô rồi mình quậy lên rồi mình uống vô miệng nó thơm. Khi mà mình nói chuyện á, mình nói chuyện với nhau á, là coi như là cái hơ ở trong miệng mình nó ra thơm. Mà thiệt lúc mà cái ly đó đó, cái ly chanh rum á, quý vị biết mà pha với đường rồi dắt tắt vô đó, thật sự ra quý vị biết là nó thơm lắm quý vị. Nó thơm ơi là thơm. Nó thơm ơi là thơm. Thành ra lúc đó người ta miệng á, thì người ta nói, tai á, thì người ta đưa cho mình, mà mũi của mình á, ngửi thấy mùi thơm đó, rồi mình thấy có cái chất nó đắng đắng cay cay ở trong đó, rồi nó có cái chất chua mà nó thơm của cái mùi tắc, rồi nó ngọt của cái mùi đường, thì hỏi quý vị làm sao mà không uống. Mà uống rồi thì quý vị thấy nó ngon thiệt đó. Thành ra thì nó ghiền thôi, nó ghiền thôi quý vị đó. Thành ra đó chúng tôi mới nói ba cái chuyện đó là coi như là mình dễ bị vướng lắm. Thành ra lúc đó chúng tôi nguyện dù cho những cái cặp bậy nó nhỏ như vậy đó, mình cũng không bị vướng vào. Thì ở đây á, ngày trước thật sự ra ngày trước á, mình học về cái chi pháp mà tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp, nó chưa sanh không cho sanh, mà mình không hiểu quý vị, do những cái năm tháng mình giảng đi giảng lại rồi mình coi sách này sách kia, bây giờ mình mới biết là các ngài á, là giải thích là khi mà chúng ta nghe hay là thấy ở làng bên này, ở xóm kế bên, ở nhà kế bên gì đó, người ta sát sanh người ta sát sanh một cách điệu nghệ, hoặc là người kia là siêu trộm vân vân, chúng ta sẽ cố gắng bảo vệ cái tâm của mình không cho mình bị nhiễm đắm, dù cho là nó khởi lên ở trong tư tưởng là nhìn hoặc là xem hoặc là học hỏi gì đó, cái tâm của mình không có bị vướng vào những cái trường hợp đó. Đó thì như vậy đó mới gọi là tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi. Đó quý vị thấy không? Cái chỗ này á, chúng tôi giảng, chúng tôi nhấn mạnh, chúng tôi lặp đi lại. Tại vì á, có nhiều người tôi biết hỏi Tư Chánh Cần, Tư Chánh Cần dễ lắm, ai cũng biết, tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi. Nhưng mà ứng dụng vào đời sống, đời sống của mình ứng dụng như thế nào? Thì họ nói thì cái gì, tham sân si mà nó sanh lên định cho nó sanh. Đó, cái điều đó nó không phải quý vị, nó không phải. Chúng ta nghe, chúng ta thấy một cái nhà kế bên, ở xóm kế bên hay là ở thành phố nào đó, hoặc là ở trên mạng đó, người ta dạy cái cách làm cái thuốc giả, làm cái này làm cái kia. Không, mình nghe mình thấy là mình ớn rồi, lưng hồi dài, mình ráng tu tập, đừng cho cái tâm mình nó hướng tới điều đó. Dù là coi để biết, thành ra đó chúng tôi nhớ có lần á, chúng tôi ngồi mà chúng tôi nghe hòa thượng nói chuyện á, có nhiều người ta lập luận hay lắm. Đối với người xấu mình cũng chơi chung với người xấu, chơi để biết cái xấu của người ta để mà mình tránh. Người tốt mình cũng chơi với người tốt để mình biết cái tốt của người ta để mà mình học. Đó thì cái đó cái lập luận đó thì nó hay ha quý vị. Nhưng mà thật sự ra đó, mình mà chơi với người xấu á, người ta mình thấy cái xấu của người ta, nhiều khi mình bắt chước, hoặc là mình bị nhiễm đắp. Đó thành ra ở trong cái chi pháp này, nghe thấy hay biết gì đó nhưng mà cố gắng bảo vệ tâm của mình, giống như là đang gìn giữ mà không cho bị nhiễm COVID vậy đó, corona vậy đó. Đó thì mới gọi là tinh tấn ngăn ngừa những ác bất thiện pháp chưa sanh không cho sanh khởi. Đó. Rồi thứ hai, tinh tấn diệt trừ, chiến thắng những ác bất thiện pháp đã sanh.
những cái ác bất thiện pháp đã sanh là trong cái trường hợp nào quý vị? Trong những cái trường hợp nào phiền não nó sanh, nó sanh ở trong tâm của mình rồi đó, nó sanh ở trong tâm của mình rồi, mình đang ngồi nè, mình nghe vậy cái tự nhiên cái mình cảm thấy mình ghét ghét, mình ghét ghét cái giọng nói này, hoặc là mình nghe cái người đó là Phật tử mà cũng bị đặt giảng những cái điều này nữa đó, thì đó là những cái ác pháp nó sanh ở trong tâm của mình, những cái ác pháp nó sanh ở trong tâm của mình, thì cái lúc này là chúng ta phải tinh tấn mà chúng ta diệt trừ, chúng ta tinh tấn chúng ta diệt trừ cái phiền não đó đó. Vậy thì ở trong cái phần mà tinh tấn mà để mà đoạn trừ những cái ác bất thiện pháp đã sanh là chúng ta phải dùng cái cách nào quý vị? Chúng ta phải dùng cái cách là mình dùng thiền định để mà mình đè nén, mình dùng thiền định để mình đè nén những cái phiền não tham, hoặc là những cái triền cái, những cái dục triền, sân triền đó. Đó, một là mình dùng cái thiền định để mà mình đè nén. Còn mình tu tập, mình có được cái giống như là có được cái trớn rồi đó, thì lúc đó mình sẽ tu tập về thiền quán Vipassana đó, để mà mình bứng gốc, mình bứng gốc được sau khi mình đè nén rồi đó, nó vẫn còn ngủ ngầm ở trong tâm của mình, ngủ ngầm ở trong tâm của mình, thì lúc đó những cái thời gian đó chúng ta phải tu tập về cái thiền quán. Nhưng mà nói thì nó dễ, nhưng mà thực hành nó khó quý vị. Nhưng mà ở đây chúng tôi nói dù cho nó khó đến cỡ nào đi nữa, chúng cũng phải từng chút mà tu tập, từng chút tu tập, giống như là cái người thợ mà người ta lợp cái mái nhà, như mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột, cũng vậy tâm khéo tu, tham ái không xâm nhập. Thì quý vị thấy những người mà nhà nó đâu phải ông nào cũng mới đầu ra nghề mà lợp được một cái mái nhà nó chắc nó tốt đâu quý vị. Nó cũng phải chờ, cũng phải làm đi làm lại nhiều lần, nhiều mái nhà. Lần đầu thì mình làm thì phải có thầy của mình, có nghĩa là ông thợ cái, ông ngồi kế bên, ông coi phụ với mình, ông sửa cho mình từng chút như vậy. Rồi qua nhiều cái nhà như vậy, rồi lúc đó mình mới rời khỏi thầy tổ của mình, để mà mình tự đi làm riêng cho mình. Đó thì cũng vậy, đối với cái đời sống tu tập, thì chúng ta không phải là mới gì vô là chúng ta trở thành cái ngôi nhà khéo lợp đâu. Chỉ trừ ra những vị mà chúng ta đọc ở trong kinh điển, Ngài Giá Xá, Ngài Xá Lợi Phất, hoặc là nói chung là những cái vị đệ tử của Đức Phật, nam nữ gì cũng vậy, là do những cái vị đó là ba la mật già dặn, ba la mật tràn đầy, thành ra lúc đó nghe Đức Phật thuyết pháp là coi như là tâm thu thúc, gọi là cái ở trong cái phần giới là niệm được thu thúc đó, rồi mới phát triển được định, mới phát triển được tuệ quán để mà đoạn tận những cái lậu hoặc. Thì những cái vị đó thì mình không nói rồi, tại vì nhiều đời nhiều kiếp người ta đã tu tập quá rồi, người ta đã tu tập giống như là nước mà nó tràn đầy rồi quý vị đó. Rồi tinh tấn để mà làm phát sanh những cái thiện pháp chưa sanh, phải tinh tấn làm cho nó sanh khởi, cũng như là những cái gì đó, những cái pháp mà bố thí nè, trì giới nè, hành thiền nè, thiền định, thiền minh sát, hoặc là những cái pháp gì mà nó thuộc về những cái phước nghiệp sự, là chúng ta phải tinh tấn, nó chưa có chúng ta phải làm sao cho nó có. Và một cái điều nữa đó, chúng ta phải chú ý, phải chú ý mình coi chừng mình rơi vào những cái trường hợp của những cái người mà người ta bị tưởng nó lệch lạc, những cái tư tưởng nó lệch lạc, có nghĩa là quý vị biết có nhiều người ta nói thôi lo tu thiền quán đi,
tu thiền quán để mà đoạn tận sanh tử luân hồi, chứ đừng có bố thí, đừng có tạo những cái công đức bố thí hay là cung kính đồ này kia, những cái phước đó nó sẽ làm cho mình kết nối với cái dòng sanh tử luân hồi. Rồi người ta còn dẫn chứng ra đó là như ở trong thập nhị nhân duyên nói là sankhara paccaya vinya na vinya năng rồi đó. Đó do có hành nên mới phát sanh thức rồi đó. Đó thì quý vị thấy rằng á, chúng tôi đã gặp những cái điều này rồi. Không phải là tự nhiên chúng tôi nói đâu. Lúc đó chúng tôi có gặp một cái vị đó. Cái vị đó nói á, thôi lo tu tập thiền Vipassana để mà chấm dứt sanh tử luân hồi ngay trong kiếp này luôn. Chúng tôi nói nếu mà được vậy thì tốt, mà được vậy cũng xa thú lành thai. Cái vị đó khuyên những người đệ tử của vị đó là không có bố thí, không có cung kính, lo hành thiền hết đi. Đó, rồi còn dẫn chứng ra cái câu đó nữa. Nhưng mà quý vị thấy rằng cái chỗ này là coi như là sai vô cùng. Nếu mà quý vị mà không có thiện pháp, quý vị không thực hành thiện pháp, đừng có nói mà sanh nhàn cảnh, hay là đừng có nói đắc đạo đắc quả gì hết. Có thể còn rơi vào khổ cảnh nữa. Đó, mà cái người đó nói như vậy là họ nói trật lất. Quý vị biết rằng mình kết nối dòng sanh tử luân hồi này là do cái nhân gì không? Mình kết nối với cái dòng sanh tử luân hồi này đó, mình còn tái sanh là do cái nhân gì quý vị? Vô minh và tham ái. Mình còn sanh đi sanh lại ở trong cõi người, cõi trời hoặc là cõi khổ này kia là do vô minh và tham ái, chứ không phải là do mình làm thiện pháp mà mình tái sanh ở cái mình kéo dài luân hồi. Đó, mình làm thiện pháp để chi? Để sanh lại cái cõi vui. Làm thiện pháp sanh lại cái cõi vui, hoặc là mình đủ cái phước báo để mà mình tiến tu. Đó, quý vị thấy đi, đối với con ếch tôn kính cái lời dạy của Đức Phật, tôn kính thôi chứ không có hiểu gì hết, bị cái thằng một đồng nó trồng cái cây lên, nó chặn cái cây lên, đau nó chết sanh cõi chư thiên, rồi tự trên cõi chư thiên sanh xuống nghe Đức Phật thuyết pháp tiếp. Đức Phật hỏi ngươi từ đâu đến đây? Đó, dạ bạch Đức Thế Tôn, con từ cõi trời. Trước cõi trời ngươi ở đâu? Con là con ếch đang nghe như vậy đó. Đó, thành ra đó quý vị thấy rằng cái cơ hội khi mà quý vị cung kính bố thí trì giới nghe pháp đó, những cái đó mới làm cho mình sanh lại làm người. Mình sanh lại làm người, sanh lại làm chư thiên, ở gần những cái vị Bồ Tát hoặc là ở gần những cái bậc thiện tri thức để mà mình tu tập. Chứ làm sao mà nói mình là tạo những cái thiện pháp mà mình kết nối với dòng sanh tử luân hồi. Quý vị nhớ mình còn sanh tử luân hồi là do đâu? Vô minh và tham ái. Vô minh và tham ái nó làm mình sanh tử luân hồi. Chứ quý vị thấy các bậc thánh nhân không? Vẫn đắp y mang bát đi thuyết pháp, rồi vẫn hành thiền đồ này kia. Không lẽ các vị đó là làm như vậy, các vị đó còn kéo dài sanh tử luân hồi đó. Mà cuối cùng thì cuối cuộc đời của mấy vị đó thì viên tịch niết bàn. Là tại sao viên tịch niết bàn? Tại sao viên tịch niết bàn quý vị? Tại vì những cái hành động của các ngài đó không có vướng vào vô minh tham ái, đã đoạn tận được vô minh và tham ái, thành ra đó là không còn sanh tử luân hồi. Nhưng mà các ngài còn làm những cái điều thiện không? Ngài Xá Lợi Phất đi khất thực về, vẫn thấy ngài một cái vị gì, một cái vị gì mà đang mà thiếu thốn vật thực đó. Ngài cũng chia sẻ chia sớt cái vật thực đó cho cái vị đó. Rồi có kết nối dòng sanh tử luân hồi không? Không, tại vì là đã đoạn tận được vô minh và tham ái rồi đó. Rồi thành ra đó, chúng ta thấy rằng là những cái thiện pháp nào chúng ta chưa có, chúng ta phải tinh tấn làm cho có. Rồi khi mà có rồi, cái chi pháp thứ tư, khi mà có rồi thì chúng ta phải tinh tấn, chúng ta duy trì, chúng ta phát triển, chúng ta làm cho tăng trưởng, thì như vậy mới gọi là
tu tập về tứ chánh căn, mới gọi là tu tập về chánh tinh tấn. Đó, thành ra đó ở đây có mấy cái điểm này chúng ta cố gắng, chúng ta nhớ tinh tấn để mà ngăn ngừa ác pháp. Thấy người đó là sát sanh, nó giỏi quá, nó trộm cắp giỏi quá, mình cũng không có mạt được, không có để nó nhiễm vô trong tâm mình. Đó, rồi những cái thiện pháp nào mình chưa có, mình phải tinh tấn làm cho sanh khởi. Mà đã có rồi thì mình phải duy trì, làm phát triển thêm lên. Đó, thì như vậy mình mới tu tập về chánh căn hay là tứ chánh căn. Chúng tôi ráng cố gắng giảng nhanh, thì đến giờ này thì cũng không có còn thời gian nữa rồi. Thành ra xin được kết thúc dứt lời. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục chúng ta học nữa. Với cái phần phước này xin thành tâm dâng đến chư tôn đức tăng, chia đều đến quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Mong quý ngài quý vị được an vui tấn hóa trong giáo pháp của Đức Phật Gotama. Và cũng xin hồi hướng phước này đến tất cả các vị chư thiên ngự trong 10 muôn triệu thế giới Sapa, nhất là chư thiên vua trời Đức Thích và chư thiên tứ đại thiên vương, các vị chư thiên ngự xung quanh chỗ ngủ của chúng tôi và nơi nhà quý vị, luôn cả các vị Long Vương, Càn Thất Bà, Ngã Quỷ, A Tu La, những chúng sanh giả so, những chúng sanh phước mặt phước mài, chư thiên chúa diêm vương. Mong các vị hưởng phước này để được an lạc lâu dài. Nam mô Bụt Thà Giá. Dạ, sa thu lần thầy, thay mặt đại chúng trong room con xin được thành kính truyền lại Đức Pháp Tin Nó Từ Bi Hoan Hỷ. Quang Lâm đạo tràng Pháp Cú Chuyên Đề để thuyết giảng Abhidhamma